Một cuộc hội thảo khoa học bệnh Whitmore toàn cầu do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đã khai mạc tại Hà Nội vào ngày 16 tháng 10 để thảo luận về mức độ nguy hiểm của căn bệnh này, vốn gây hoang mang và tạo tâm lý lo lắng cho người dân khi bị hiểu sai là vi khuẩn ăn thịt người như một số thông tin chưa chính xác. Whitmore là một bệnh bị lãng quên và gần đây ghi nhận số ca gia tăng không chỉ tại Việt Nam mà nhiều nước trong khu vực như Campuchia, Thái Lan, Lào, Úc, Ấn Độ và nhiều nước châu Phi. Ghi nhận chủ yếu là các nước có thu nhập thấp và trung bình. Tuy nhiên ở Việt Nam và trên thế giới hiện nay, các nghiên cứu về bệnh này còn ít. Hội nghị năm nay có 65 bài báo cáo trình bày và 103 bài báo cáo poster. Nó bao gồm tất cả những khía cạnh nghiên cứu về cái bệnh này, từ vi khuẩn gây bệnh như thế nào đến đặc điểm lâm sàng của bệnh như thế nào. Tiếp đó nữa là đến những cái đáp ứng miễn dịch của cơ thể như thế nào và điều trị bệnh ra sao, xét nghiệm bệnh ra sao. Tựu chung lại thì nó đều có ý nghĩa trong công tác khám, chăm sóc sức khỏe cho người bệnh. Whitmore là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi khuẩn đất gây ra. Bệnh có tỷ lệ tử vong cao nhưng hoàn toàn có thể điều trị được nếu bệnh được chẩn đoán đúng và điều trị đúng kháng sinh. Các nhà khoa học cũng đề xuất các xét nghiệm test nhanh để chẩn đoán sớm bệnh này, vì hiện nay kết quả chẩn đoán bệnh Whitmore phải chờ xét nghiệm nuôi cấy vi khuẩn từ 5 đến 7 ngày, thậm chí nhiều khi vi khuẩn không mọc thì không thể chẩn đoán đúng bệnh, dẫn tới điều trị sai. Bệnh Whitmore là cán bộ của các nhà khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai cái nghiên cứu ở diện rộng, hợp tác với các bác sĩ lâm sàng, các bệnh viện trong vòng khoảng bắt đầu từ cách đây khoảng 4 năm. Đấy thì qua một thời gian thì chúng tôi cũng phối hợp để tiến hành khảo sát, điều tra, nghiên cứu cũng như là hướng dẫn các cái bệnh viện trong cái công tác xét nghiệm, chẩn đoán bệnh và cũng đã hỗ trợ được chẩn đoán rất nhiều các bệnh nhân, từ đó có những phác đồ điều trị phù hợp. Các chuyên gia khuyến cáo nếu người dân làm việc và tiếp xúc nhiều với đất, có tiền sử bệnh tiểu đường hoặc các bệnh mãn tính về thận và phổi, có những triệu chứng sốt kèm theo viêm phổi thì nên đến ngay các cơ sở y tế uy tín, có phòng xét nghiệm vi sinh để được khám, xét nghiệm và điều trị kịp thời.